bạch thế tôn sao gọi là đại bồ tát thường nên viên mãn xuất gia đầy đủ thiện hiện nếu đại bồ tát khi xuất ra thì vô lượng vô số trăm ngàn muôn ước chúng vây quanh trước sau tôn trọng khen ngợi khi đến đạo tràng cạo bỏ dâu tóc đắp ba pháp y tay cầm bình bát làm thầy dẫn đường cho vô lượng vô biên hữu tình bằng giáo lý tam thừa cho đến lúc phiên tịch thì đây là đại bồ tát thường nên viên mãn xuất gia đầy đủ Bạch Thế Tôn, sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn trang nghiêm cội bồ đề đầy đủ thiện hiện. Nếu Đại Bồ Tát căn lành thù thắng nguyện lực rộng lớn cảm ứng được cội Đại Bồ Đề như vậy thân cây bằng ngọc lưu ly li, gốc bằng vàng ròng nhánh lá hoa quả đều dùng bảy báu thượng diệu làm thành cội ấy cao rộng phủ khắp ba ngàn đại thiên cõi phật ánh sáng tỏa khắp hằng hà sa cõi Phật ở mười phương thế giới. Các loài hữu tình trông thấy đều được lợi ích, thì đây là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn trang nghiêm cội Bồ Đề đầy đủ. Bạch Thế Tôn sao gọi là Đại Bồ Tát thường nên viên mãn thành tựu tất cả công đức thiện hiện nếu đại bồ tát đầy đủ tư lương phước tuệ thủ thắng lại thành thục các hữu tình và làm cho nghiêm thanh tịnh cõi phật thì đây là đại bồ tát thường nên viên mãn thành tựu tất cả công đức thiện hiện nên biết khi đại bồ tát an trụ địa thứ 10 thường nên viên mãn 12 pháp này Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát khi đã an trụ địa thứ 10 rồi, đối với việc tu hành thắng pháp của các địa trước đều được viên mãn, đồng với các đức như lai tuyên thuyết không khác thiện hiện vì đại bồ tát này đã viên mãn bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa đã viên mãn bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc đã viên mãn bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo đã viên mãn pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện đã viên mãn pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không đã viên mãn chân như cho đến cảnh giới bất tư nghị đã viên mãn thánh đế khổ tập diệt đạo đã viên mãn tám giải thoát chín định thứ đại đã viên mãn tất cả pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa đã viên mãn năm loại mắt sáu phép thần thông đã viên mãn mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng đầy đủ tất cả trí nhất thiết trí nhất thiết tướng lại luôn luôn đoạn trừ sự tương tục của tất cả phiền não tập khí liền được an trụ phật địa Do đó nên nói Đại Bồ Tát đã an trụ ở địa thứ 10. Đối với việc tu hành thắng Pháp ở các địa trước đều được viên mãn, cùng với chư như lai tuyên thuyết không khác. Bây giờ, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát an trụ ở địa thứ 10, hướng đến như lai địa như thế nào? Phật bảo thiện hiện. Đại Bồ Tát này dùng phương tiện thiện xảo, thực hành sáu ba la mật đa, tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, ba mươi bảy pháp bù đề phần, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, đầy đủ tất cả trí nhất thiết, trí nhất thiết tướng, vượt qua tịnh quán địa, trùng tánh địa, đệ bát địa, cụ kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ biện địa, độc giác địa và Bồ Tát địa, lại đoạn trừ hẳn sự tương tục tất cả phiền não tập khí, điển thành như lai ứng tránh đẳng giác và an trụ như lai địa thiện hiện đại bồ tát như vậy là an trụ ở địa thứ 10 hướng đến như lai địa như vậy thiện hiện nên biết đó là các đại bồ tát phát tâm hướng đến đại thừa lại nữa thiện hiện ông có thể hỏi tiếp như vậy đại thừa từ đâu ra và đến an trụ ở đâu thiện hiện nên biết đại thừa từ trong tam giới ra và đến an trụ trong trí nhất thiết trí lại dùng pháp môn bất nhị làm phương tiện cho nên không xuất cũng không trụ vì sao vì nếu đại thừa hoặc trí nhất thiết trí hai pháp như vậy không hợp cũng không tan chẳng phải hữu sắc chẳng phải vô sắc chẳng phải hữu kiến chẳng phải vô kiến chẳng phải hữu đối chẳng phải vô đối đều đồng một tướng gọi là vô tướng pháp của vô tướng không xuất không trụ vì sao? Vì Pháp vô tướng chẳng phải đã xuất đã trụ, chẳng phải sẽ xuất sẽ trụ, chẳng phải đang xuất đang trụ. Thiện hiện nên biết có người muốn làm cho Pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn chân như Pháp giới Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, Pháp định Pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, đều không có thể ra ngoài tam giới, cũng không có thể đến a trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì chân như, tự tánh chân như là không, cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, tự tánh cảnh giới bất tư nghỉ là không thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có suất có trụ chỉ vì muốn cảnh giới đoạn cảnh giới ly cảnh giới diệt cảnh giới an ổn cảnh giới tịnh lự cảnh giới vô xanh cảnh giới vô diệt cảnh giới vô tánh cảnh giới vô tướng cảnh giới vô tác cảnh giới vô vi cũng có suất có trụ vì sao vì cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi không thể ra ngoài tam giới cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí vì sao vì cảnh giới đoạn tự tánh của cảnh giới đoạn là không cho đến cảnh giới vô vi tự tánh cảnh giới vô vi là không thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có suất có trụ chỉ vì muốn sắc không cho đến thức không cũng có xuất có trụ vì sao sắc không cho đến thức không đều không thể ra ngoài tam giới cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí vì sao vì sắc không tự tánh sắc không là không cho đến thức không tự tánh thức không là không thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có suất có trụ chỉ vì muốn nhãn xứ không cho đến ý xứ không cũng có suất có trụ vì sao nhãn xứ không cho đến ý xứ không đều không thể ra ngoài tam giới cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí vì sao vì nhãn xứ không tự tánh nhãn xứ không là không cho đến ý xứ không tự tánh ý xứ không là không thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ chỉ vì muốn xác xứ không cho đến pháp xứ không cũng có xuất có trụ vì sao vì xác xứ không cho đến pháp xứ không đều không thể ra ngoài tam giới cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí vì sao vì sắc xứ không tự tánh sắc xứ không là không cho đến pháp xứ không tự tánh pháp xứ không là không thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có suất có trụ chỉ vì muốn nhãn giới không cho đến ý giới không cũng có xuất có trụ vì sao vì nhãn giới không cho đến ý giới không đều không thể ra ngoài tam giới cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí vì sao vì nhãn giới không tự tánh nhãn giới không là không cho đến ý giới không tự tánh ý giới không là không thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ chỉ vì muốn sắc giới không cho đến pháp giới không cũng có xuất có trụ vì sao vì sắc giới không cho đến pháp giới không đều không thể ra ngoài tam giới cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí vì sao vì sắc giới không tự tánh sắc giới không là không cho đến pháp giới không tự tánh pháp giới không là không. Thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn nhãn thức giới không cho đến ý thức giới không cũng có xuất có trụ. Vì sao vì nhãn thức giới không cho đến ý thức giới không đều không thể ra ngoài tam giới cũng không thể đến a trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì nhãn thức giới không, tự tánh nhãn thức giới không là không. Cho đến ý thức giới không, tự tánh ý thức giới không là không. Thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ. Chỉ vì muốn nhãn xúc không cho đến ý xúc không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì nhãn xúc không cho đến ý xúc không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì nhãn xúc không, tự tánh nhãn xúc không là không, cho đến ý xúc không, tự tánh ý xúc không là không. Thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ. Chỉ vì muốn các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không, cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không, đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không, tự tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không là không, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không, tự tánh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không là không thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có suất có trụ chỉ vì muốn địa giới không cho đến thức giới không cũng có suất có trụ vì sao vì địa giới không cho đến thức giới không đều không thể ra ngoài tam giới cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí vì sao? Vì địa giới không, tự tánh địa giới không là không, cho đến thức giới không, tự tánh thức giới không là không. Thiện hiện nên biết, có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn nhân duyên không cho đến tăng thượng duyên không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì nhân duyên không cho đến tăng thượng duyên không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì nhân duyên không, tự tánh nhân duyên không là không. Cho đến tăng thượng duyên không, tự tánh tăng thượng duyên không là không. Thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ. Chỉ vì muốn vô minh không cho đến lão tử không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì vô minh không cho đến lão tử không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì vô minh không, tự tánh vô minh không là không, cho đến lão tử không, tự tánh lão tử không là không. Thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn cảnh trong mộng, chuyện huyễn, hoặc tiếng vang, hình bóng, ánh sáng, quáng nắng, hoa đốm giữa hư không, thành tầm hương, việc biến hóa, cũng có xuất có trụ vì sao vì cảnh trong mộng cho đến việc biến hóa đều không thể ra ngoài tam giới cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí vì sao vì cảnh trong mộng tự tánh cảnh trong mộng là không cho đến việc biến hóa tự tánh việc biến hóa là không thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có suất có trụ chỉ vì muốn bố thí ba la mật đa không cho đến bát nhã ba la mật đa không cũng có suất có trụ vì sao vì bố thí ba la mật đa không cho đến bát nhã ba la mật đa không đều không thể ra ngoài tam giới cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí vì sao? Vì bố thí ba la mật đa không, tự tánh bố thí ba la mật đa không là không. Cho đến bát nhã ba la mật đa không, tự tánh bát nhã ba la mật đa không là không. Thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ. Chỉ vì muốn pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không đều không thể ra ngoài tam giới cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí, vì sao vì pháp nội không tự tánh pháp nội không là không, cho đến pháp vô tính tự tính không tự tánh pháp vô tính tự tính không là không. Thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có suất có trụ, chỉ vì muốn thánh đế khổ tập diệt đạo không? cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì thánh đế khổ tập diệt đạo không, đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì thánh đế khổ tập diệt đạo không, tự tánh thánh đế khổ tập diệt đạo không là không. Thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn bốn niệm trụ không cho đến tám chi thánh đạo không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì bốn niệm trụ không cho đến tám chi thánh đạo không, đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì bốn niệm trụ không, tự tánh bốn niệm trụ không là không, cho đến tám chi thánh đạo không, tự tánh tám chi thánh đạo không là không. Thiện hiện nên biết có người muốn làm cho Pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn bốn tịnh lự không cũng có xuất có trụ vì sao vì bốn tịnh lự không đều không thể ra ngoài tam giới cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí vì sao vì bốn tịnh lự không tự tánh bốn tịnh lự không là không thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có suất có trụ chỉ vì muốn bốn vô lượng không cũng có suất có trụ vì sao vì bốn vô lượng không đều không thể ra ngoài tam giới cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí vì sao? Vì bốn vô lượng không tự tánh bốn vô lượng không là không. Thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn bốn tịnh vô sắc không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì bốn định vô sắc không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí vì sao vì bốn định vô sắc không tự tánh bốn định vô sắc không là không thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có suất có trụ chỉ vì muốn pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện không cũng có suất có trụ vì sao vì pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện không đều không thể ra ngoài tam giới cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí vì sao vì pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện không tự tánh pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện không là không thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ chỉ vì muốn tám giải thoát không cũng có xuất có trụ vì sao vì tám giải thoát không đều không thể ra ngoài tam giới cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí vì sao vì tám giải thoát không tự tánh tám giải thoát không là không Thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ chỉ vì muốn chín định thứ đệ không cũng có xuất có trụ vì sao vì chín định thứ đệ không đều không thể ra ngoài tam giới cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí vì sao vì chín định thứ đệ không tự tánh chín định thứ đệ không là không thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có suất có trụ chỉ vì muốn tịnh quán địa không cho đến như lai địa không cũng có suất có trụ vì sao vì tịnh quán địa không cho đến như lai địa không đều không thể ra ngoài tam giới cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí vì sao? Vì tịnh quán địa không, tự tánh tịnh quán địa không là không, cho đến như lai địa không, tự tánh như lai địa không là không. Thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn cực hỷ địa không cho đến pháp vân địa không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì cực hỷ địa không cho đến pháp vân địa không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí vì sao vì cực kỳ địa không tự tánh cực kỳ địa không là không cho đến pháp vân địa không tự tánh pháp vân địa không là không thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ chỉ vì muốn tất cả pháp môn đả la ni pháp môn tam ma địa không cũng có xuất có trụ vì sao vì tất cả pháp môn đả la ni pháp môn tam ma địa không đều không thể ra ngoài tam giới cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí vì sao vì tất cả pháp môn Đà La ni, pháp môn Tam ma địa không, tự tánh pháp môn Đà La ni, pháp môn Tam ma địa không là không. Thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có suất có trụ, chỉ vì muốn năm loại mắt, sáu phép thần thông không cũng có suất có trụ. Vì sao vì năm loại mắt, sáu phép thần thông không đều không thể ra ngoài tam giới cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí vì sao vì năm loại mắt xó phép thần thông không tự tánh năm loại mắt xó phép thần thông không là không thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có suất có trụ chỉ vì muốn mười lực như lai không cho đến mười tám pháp phật bất cộng không cũng có suất có trụ vì sao vì mười lực như lai không cho đến mười tám pháp phật bất cộng không đều không thể ra ngoài tam giới cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí vì sao vì mười lực như lai không tự tánh mười lực như lai không là không cho đến mười tám pháp phật bất cộng không tự tánh mười tám pháp phật bất cộng không là không thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có suất có trụ chỉ vì muốn pháp không quên mất tánh luôn luôn xả không cũng có suất có trụ vì sao vì pháp không quên mất tánh luôn luôn xả không đều không thể ra ngoài tam giới cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí vì sao vì pháp không quên mất tánh luôn luôn xả không tự tánh pháp không quên mất tánh luôn luôn xả không là không thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có suất có trụ chỉ vì muốn trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không cũng có suất có trụ vì sao vì trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không đều không thể ra ngoài tam giới cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí vì sao vì trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không tự tánh trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không là không thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có suất có trụ chỉ vì muốn bậc dự lưu lại sanh ác thú bậc nhất lai lại thường sanh trở lại bậc bất hoàn lại sanh cõi dục các bồ tát lại sanh tâm tự lợi a la hán độc giác như lai lại sanh thân đời sau cũng có suất có trụ vì sao? Vì bậc dự lưu lại sanh ác thú cho đến như lai lại sanh thân đời sau đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì bậc dự lưu lại sanh ác thú, tự tánh bậc dự lưu lại sanh ác thú là không, cho đến như lai lại sanh thân đời sau, tự tánh như lai sanh thân đời sau là không. Thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn bậc dự lưu không cho đến như lai like không cũng có suất có trụ vì sao vì bậc dự lưu không cho đến như lai không đều không thể ra ngoài tam giới cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí vì sao vì bậc dự lưu không tự tánh bậc dự lưu không là không cho đến như lai không tự tánh như lai không là không thiện hiện nên biết có người muốn làm cho pháp vô tướng có suất có trụ chỉ vì muốn danh tự giả dụ tưởng tượng thiết lập ngôn ngữ thuyết giảng cũng có suất có trụ vì sao? Vì danh tự, giả dụ, tưởng tượng, thiết lập, ngôn ngữ, thuyết giảng đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì tự tánh, danh tự, giả dụ, tưởng tượng, thiết lập, ngôn ngữ, thuyết giảng là không. Thiện hiện nên biết có người muốn làm cho Pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn Pháp vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tướng, vô vi cũng có xuất có trụ, vì sao vì pháp vô sanh vô diệt vô nhiễm vô tịnh vô tướng vô vi đều không thể ra ngoài tam giới cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí vì sao vì pháp vô sanh vô diệt vô nhiễm vô tịnh vô tướng vô vi tự tánh vô sanh vô diệt vô nhiễm vô tịnh vô tướng vô vi là không thiện hiện nên biết do các sự kiện này cho nên ta nói đại thừa ra ngoài tam giới đến an trụ nơi trí nhất thiết trí rồi dùng pháp môn bất nhị làm phương tiện nên không xuất không trụ. Vì sao? Vì pháp vô tướng không động chuyển cho nên không thể nói có xuất có trụ. Hết quyển thứ 491